chồng với trẻ con suốt ngày đi tìm, điện thoại thì không nghe máy. Chiêng làng chiêng cha, bà con làng trên xóm dưới, có ai thấy bố đốt nhà em đang đất ngược ở phương Lào không nhỉ? Bố đốt ơi, ơi bố đốt, chả đốt gì bà con, em đây tên gọi Lưu Thị Thơm Thúy, còn chồng em là Nguyễn Đình Như Ý, mới nhận được cái chức trạm phát thanh của Bộ Văn hóa làng, ngày xưa gọi là mó làng. Thế lên là trẻ trai gái trong làng cứ gọi vợ chồng em là nhà mó nè. Bởi có việc gì Bộ Văn hóa làng giao là em cứ phải hóng hót để còn nhắc lá chồng em leo sóng cho nó khớp. Người ta nói sự thành công của người đàn ông là phía sau của người phụ nữ, luôn là hậu phương vững chắc, có phải không bà con? Cô Đốp ơi. Dạ em chào chị ạ. À, tôi vừa mới thấy chú Đốp vào quán ăn ngay đằng sau sân bình nhé. Nãy quán mới xá bị ngay mà. Úi giời ơi, vừa ra khỏi quán gặp ngay con Cô Đốp. Úi giời ơi, gà gáy tôi nó bảo ông rồi, sao cứ mãi cho tật la cà rượu bia. Không phải như bà nó nghĩ đâu. Nà, mấy cái thằng bạn thời trẻ trâu ấy, nó mời tôi vào rửa trước cái chứ. Gớm, có mới cái chức mỗi làm thôi mà giờ cả tháng rồi cũng chưa xong. Thế cái chủ đề hôm nay ông đã học thuộc chưa? Thì giờ tôi mới vào việc đây. Từ tăng tảng sáng tới tím tỉnh tối mà vẫn chưa xong được một việc. Thế nội dung chính hôm nay ông đã học thuộc chưa? Mẹ mày cứ ha cái hỏa xuống đó nào. Nà, nghe này, tới gặp chị hội trưởng phụ nữ, nhờ chị ấy ra phỏng vấn bà con cô bác trong câu lạc bộ gió quê làng ta về phong trào dân phú vì sức khỏe cộng đồng vui và khỏe, để tình người xích lại gần nhau hơn, tinh thần đoàn kết xây dựng văn hóa nông thôn đổi mới mà Bộ Văn hóa làng đã quán triệt ra mới biết. Thế tôi đã thuộc bài chưa hả mẹ nó? Điểm 10 cho chất lượng đấy bà con ạ. Chồng thế thôi chứ cái khoản tiếp chỉ nó cũng không lệch nhịp nào đâu. Lệch là lệch thế nào? Lại tôi bảo trong lúc chị ban chấp hành phỏng vấn, ông nhớ bật máy ghi âm lên để còn vào bài cho nó khớp. Biết rồi. Khiếp, khó thế mà còn vào đó thì còn có nghĩa ra đấy bà con à. Là mấy của chú Hào chở bông được với bà con ạ. À, hôm nay em mới được khen đấy. Đêm này chắc em đã khó ngủ rồi. Thôi ông đi tìm chị ban chấp hành hội đi, còn tôi đi mời bà con rồi mình cùng đến đây nghe phỏng vấn. Thôi tôi đi đây. Thế chú tìm chị có việc gì à? Ôi may quá chị đây rồi. Hôm nay mày bắn thế chứ đi. Chả là Bộ Văn hóa làng giao chị em cái nhiệm vụ thúc đẩy phong trào dân phú toàn thôn, dân vì sức khỏe cộng đồng, để chuẩn bị cho cái hội thi nông thôn đổi mới toàn quốc sắp tới. Thế em mà muốn nhờ chị ra phỏng vấn bà con cô bác trong câu lạc bộ gió quê làng ta một chút có được không hả chị? À được, cái việc này thì tôi đã nắm được rồi. Tôi sẽ giúp chú. Vâng ạ. Tối nay 7 giờ từ chị em mình ra sân đình nhé. Vâng. Nếu mà mọi người ra đông đủ thì chị em ta vào việc. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Em về trước đây. Vâng, thưa bà con. Chị em chúng cháu hôm nay đại diện cho Ban Văn hóa làng ra phỏng vấn bà con cô bác một chút về phong trào dân vũ để chuẩn bị cho cuộc thi nông thôn đổi mới toàn quốc sắp tới. Bà con có đồng ý không nào? Xin một tràng vỗ tay. Vâng, xin mời chị hội trưởng chị vào để phỏng vấn bà con nhá. Xin phép chị em cô bác nhà, tôi xin hỏi bà cụ này trước ạ. Vâng, tôi xin chào các khán giả. Xin chào chị em. Cụ ơi,
năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi mà cô vẫn tham gia tập chân vũ? Vâng, tôi năm nay nói thật là 81 tuổi. Thế từ hôm tập với chị em, thế tôi chỉ lại thằng như 40 tuổi thế chị em mà vui khỏe ra hết đấy. Vâng, cảm ơn tất cả cho tôi xin lão làng này xin chàng bố tay. Em ơi, chị chào em. Thế em tham gia tập chân vũ này đã lâu chưa? Và khi em tham gia tập chân vũ thì chồng con em có tạo điều kiện cho em không ạ? Dạ vâng, em chào chị. Em tham gia tập chân vũ được 2-3 năm nay rồi chị ạ. Tập về vui khỏe và ngủ đêm về ngủ ngon. Chồng con em rất động viên mẹ con em đi tập chân vũ để cho chị với các chị để cho nó khỏe chị ạ. Vâng, em xin cảm ơn chị. Cảm ơn em. Xin chị em cho em một tràng vỗ tay. Chào em chào chị ạ. Chị được biết là em cấy chồng rất nhiều mà em vẫn có thời gian tham gia tập dân vũ, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là khỏe mạnh mà em cứ tối em để chuẩn bị em tranh thủ ra tập với chị em cho nó khỏe người chị ạ. Em nghĩ cái tuổi mình trở lại cái tuổi thanh xuân đấy chị ạ. Cảm ơn em. Đề nghị bà con cô bác cho em một tràng vỗ tay. Vâng, nếu hôm nay cháu ra đây xin đại diện cho Thái Lan của dân làng nhà cháu tập trung vừa tập với các cô các bác có được không? Được, ông có tập bao giờ rồi mà ông ra ông tập. Chúng tôi tập những 32 đồng Tết kìa ông. Bà mai đúng không? Bà nó đừng có khinh thường. Mọi ngày bà tập ở sân ấy, bao giờ lắp xong cánh cửa tôi tập lùng này, tôi nhảy đi xem ai em đến đây. Úi trời ơi, nào lên nhạc. Và tôi luôn chăm ngoan, em thật thà hiền lành, không lụa là xa hoa. Nàng biết yêu thương chồng, thương nhiều và thật nhiều, luôn một lòng lo toan. Từ khi ta cưới nhau, dẫu qua bao gian nan, nhưng vợ chẳng than van. Anh nói luôn nhẹ nhàng, sống quan tâm nhà chồng, thiếu chung em vẹn toàn. Vợ hiền yêu thương ơi có hay, lòng anh biết em theo anh nhọc nhằn. Rời xa chốn quê xa cha mẹ già, từng đêm nhớ thương tận trời xa xôi. Vợ ơi anh thương em, thương càng ngày càng nhiều, suốt đời mình bên nhau. Tình nghĩa phu thê mình luôn mặn nồng tràn đầy, tuy nghèo mà nên thơ. Ngày hôm nay chúng ta khó khăn đang vây quanh nên còn nhiều lo toan. Nhưng cố lên vợ à, chúng ta luôn đồng lòng, có chi ngăn được mình. Nhưng cố lên vợ à, chúng ta luôn đồng lòng, có chi ngăn được mình. Nhưng cố lên vợ à, chúng ta luôn đồng lòng, có chi ngăn được mình. Nhưng cố lên vợ à, chúng ta luôn đồng lòng, có chi ngăn được mình. Nhưng cố lên vợ à, chúng ta luôn đồng lòng, có chi ngăn được mình.